Wow, hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ đánh ở cái nick TheRam với ký tự đặc biệt nha, của một bạn. Thì làm clip này để cảm ơn bạn đấy vì đã donate cho mình. Thế nên mình sẽ làm clip ở nick bạn leo danh, và nói chung thì cảm ơn thôi. Đấy, ok. Thì nick này cũng có Airi, và mình làm luôn về vị tướng Airi này. Vị tướng Airi thì hiện tại ở cái mùa 3 sang mùa 4, theo thông tin của mình có kiểm duyệt ở cái bản thử nghiệm Liên Quân Mobile. Và bản chính Liên Quân Mobile xem chỉ số của nó không có sự thay đổi gì hết. Vâng, chỉ số như thế thôi đến thời điểm hiện tại. Anh em nên nhớ là đến thời điểm hiện tại nhá. Chứ còn là nếu mà nó có sự thay đổi thì chắc chắn mình sẽ làm tiếp thôi. Còn hiện tại thì nó chưa có sự thay đổi nào hết. Một vị tướng sát thủ khá là cơ động, cực kỳ là cơ động. Và đặc biệt nếu mà phát huy được các chiêu thức của nó đặc biệt ấy, thì anh em nên đánh thường. Khi mà cái chiêu đầu tiên của nó kích hoạt được khả năng là sử dụng liên tục thì anh em cần phải đánh thường. Mỗi lần đánh thường thì nó sẽ giảm thời gian hồi chiêu đi, cái chiêu thanh kiếm đi 1 giây. Đấy, khá là lợi. Thế nên điểm mạnh của vị tướng này mình coi nó như là một nói chung là đánh thường là điểm mạnh của nó, để mà kích hoạt cái chiêu đầu tiên nhanh hơn, lợi hơn. Ok ganh nào, báo vãi, đối phương ganh gì sớm vậy. Level 2 vách cực trường, mấy thanh niên level 2 rồi. Từ từ. Wow, toàn mấy thanh niên màu giấy này. Chỗ này là của mình hết rồi. Chỗ này là của em, của mình em thôi. Ok, một mạng. Wow. Đây rồi. Ok, hai bạn double tap. Thế mà thanh niên Nakroth vẫn chạy được cả. Ô xẹt chơi luôn Á đủ. Lên bảng, ngon quá. Tí ăn hat trick nào. Ok, kiếm con rồng thôi. Ganh từ đầu cũng khá là ổn. Thì hiện tại mình làm clip này để tặng bạn có nick TheRam này, vì đã donate cho mình và đánh danh. Hiện tại danh ở cái nick này thì mới là chết mô toát. Lên bảng, wow, 3 mạng rồi. Còn Nakroth ra nhặt xác của mô toát vào rồng à. Rồi, hiện tại đang là danh bạch kim thôi, không phải là danh kim cương. Ô, thánh Batman mà hổ báo vãi. Mình mới làm cái tài khoản donate thôi, và rất là mong anh em ủng hộ mình bằng cách tặng mình thẻ cào bằng cái donate này. Nhỏ cũng được, mình rất là cảm ơn, ý nghĩa rất là trân trọng. Đấy là những anh em nào mình tin chắc là những anh em nào yêu quý mình và là thích mình làm clip video thì có thể ủng hộ mình thôi, chứ cái này mình không bắt buộc. Ok, nhưng mà cũng mình mới lập và cũng chưa có rất là ít anh em donate thôi, chủ yếu là mình làm clip. Đây. Thôi. Quả đấy Violet không lên theo mình. Con này cơ động mà. Các món đồ của nó lên thì mình sẽ thay đổi theo trận đấu nha. Thế nên mình chưa thể nào mà nói trước được cho anh em. Con này đi rừng và ô. Đây rồi, đánh nhau đi rồi, hàng đây rồi. Ngon quá, chết là cái chắc rồi. Thôi tưởng double tap kìa, đủ. Thế mà quần vương vẫn ra sôi đủ mạng nhanh thế nhở. Ok, một cái đao truy hồn. Rồi ok, đao truy hồn này, hay là gọi là kiếm truy hồn đấy. Một cái giày nha. Xong rồi anh em có thể lên theo là thương xuyên phá, áo tràng băng giá. Đấy chưa, khá là ổn đúng không. Là vào 8 rồi. Team ăn 8 mạng, cho đó mình ăn 5 mạng mà hỗ trợ 2 mạng, khá là ổn bây giờ nha. Con này không phải là phế, nó ra mắt thì nó rất là bá đạo, nhưng mà kiểu là hơi bị lắp vế so với Murad mới ra mắt thôi. Mình khẳng định luôn là Murad hiện đến thời điểm hiện tại nó khá là hot hơn cả Nakroth rất là nhiều. Ok, một mạng. Vì sao? Vì cái khả năng mà Murad dồn sát thương đối cả đồng đội đối phương rất là nhanh chóng vào cái chiêu cuối, cũng như là Murad khả năng mà nó bị hạ gục thì rất là thấp. Cái chỉ số nó bị hạ gục rất là thấp. Vì sao? Vì cái chiêu đầu tiên của nó có thể lướt 3 lần và kích hoạt lần thứ 3 nó sẽ trở lại vị trí ban đầu. lừa tình đối phương rất là tốt. Đấy, một điều rất là khó chịu đối dành cho vị tướng Murad. Vậy nên là Murad đến thời điểm hiện tại nó rất là hot rồi. Rồi, ganh nào. Đừ, nhìn thanh niên bụng bự là sợ vãi. Đấy, lại chuẩn bị kéo không? Tưởng kéo. Thanh niên bụng bự mà mong nó kéo đúng là ngu người luôn. Chí mạng cao này. Rồi, thật sự thì mình đánh khá là nhiều nick nha. Không phải là một nick chuyên đâu. Nick chính của mình không có tướng nên là mình phải mượn nick của nhiều anh em nha. Đấy là mình mượn mình chơi nha. Rồi, đây là chết rồi. Lên bàn điểm số. Ok, một mạng nữa. Phong cách đánh của mình thì anh em biết, nếu mà xem nếu mà là một người hay xem clip của mình thì chắc chắn anh em biết là mình chơi mình hay lướt màn hình lắm. Hay vuốt màn hình nhá, hay vuốt màn hình để xem bản đồ. Ô, sao làm gì bạn tôi vậy? Sắp có chiêu cuối rồi, cố dặn cái chiêu cuối ra nào. Ok, một mạng. Rồi. Nổ đau quá. 8 giây nữa có rồi. Mình vuốt màn hình này để có thể là theo dõi được các nói chung các tình huống để có thể lên ganh hoặc là đi ganh hoặc là thế nào đó. Nhưng mà nếu mà gây khó chịu cho anh em thì mình sẽ hạn chế vuốt màn hình hơn. Thì mình có thói quen là vuốt màn hình rồi. Ok. 15 mạng. Tìm ăn 15 mạng. Ô, Nakroth. Vâng. Nói thật thì không kịp ngáp. Thanh niên này không kịp ngáp luôn. Không hiểu. Mình chỉ cần lao vào xong chiều cuối thôi là khó hiểu thật. Chết luôn rồi. Ok. Đối phương hiện tại là thua team mình khá là nhiều. Thật sự là thua team mình khá là nhiều. Thua về rồng, thua về mạng, mấy giờ mới ăn được mấy con mạng, mấy con rồng thôi. Team mình ăn rất là nhiều rồng rồi, đối phương thì không ăn được nhiều rồng. Khéo là chưa ăn được con rồng nào ấy. Đấy, xong mới ăn được 6 mạng, team ăn 16 mạng. Con này lên sát thương thì đánh khá là đau nha. Cho lên tanh cũng khỏe à? Vị tướng này thì lưu ý anh em có thể lên tanh được này, cũng khỏe này, lên sát thương cũng khỏe này. Rồi anh em có để ý điều gì đặc biệt không? Bảo máy nhá. Ok, trong trận đấu này thì mình đánh cùng một bạn bảo máy. Cái nick đấy thì mình đánh khá là nhiều rồi, đánh về Zuka khá là nhiều rồi. Và mình đánh cùng hôm nay là mời bạn vào trận chơi cùng. Đấy rồi xong rồi. Là kéo rank luôn. Ok, một tí nữa thì vẹn. Rồi ok, đảo máy. Và mình đánh cùng mẹ bạn ấy tầm 1-2 trận. Mình cũng để ý một điều khá là thú vị thôi. Vào trận đấu thì khá là nhiều anh em có chào, có gọi là có chat là G cao thủ. Ồ, mình cứ nghĩ là cứ tưởng là mình biết mình chơi nick này mà mình mới chơi nick này được 1-2 lần thôi. Đấy. Hóa ra là không phải là mấy thanh niên ấy biết mình, mà là nhìn thấy nick đào máy mà. Mình đánh khá là nhiều, làm tầm 20 clip về cái nick ở cái nick bảo máy rồi. Thế nên là rất là nhiều em nghĩ là mình đang chơi ở cái nick bảo máy. Thi thoảng mình mới vào thôi chứ còn mình không vào thường xuyên đâu. Zuka hiện tại thì đợt trước mình đánh ở nick bảo máy là mình có Zuka, chứ còn hiện tại là mình có mua được Zuka rồi. Nick chính mình có Zuka rồi, thế nên là mình cũng không mượn nick đấy nữa. Thế nên là anh em lưu ý nha, chứ không phải là mình đâu. Ok nào. Đây rồi, một thanh niên bò lạc, bắt bò lạc. Không kịp làm gì, không kịp ngáp. Đúng là thanh niên nữ xinh đẹp mà. Mình thật là sự là không dám lỡ tay để có thể hạ gục được thanh niên Lauriel khá là xinh đẹp. Nhưng mà do là Lauriel là đối thủ mà, Lauriel là đối phương chứ không phải là đồng đội. Đấy là cả thù, thế nên đành phải giết thôi. Sống là không nếu mà để sống thì chắc là team mình sẽ gặp thiệt thòi. Đấy đấy, bạn Zuka con quen rồi. Đấy, vì có nick bảo máy mà, nếu mà anh em xem clip mình nhiều là mình cũng đánh khá là nhiều nick bảo máy rồi. Thế là hôm nay là mời bạn hai vào đánh chung thôi. Rồi, và cũng cảm ơn luôn là bạn cái nick, chủ của cái nick này, đó là TheRam đã donate cho mình. Chỉ là một số tiền nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là cảm ơn vì mình mới lập mà. Khá là sung sướng khi mà có người tặng thẻ cào điện thoại cho mình. Đấy. Rồi, tập trung vào trận đấu nào. Phút thứ 10, kết thúc trận đấu nhanh thôi. Đánh lâu mệt mỏi lắm. Vì tớ sát thủ Airi này có mình rất là đặc biệt, mình rất là yêu thích, đó là cái khả năng là nó không sử dụng mana nhá. Có chiêu thức hồi là nó sử dụng luôn thôi. Đấy là một điều rất là lợi cho vị tứ sát thủ. Một toát ơi, lại đẩy trụ trộm rồi, đủ. Rồng hắc ám hình như mua toát đang giúp trong bụi biết ngay mà. Lại là bắt nạt bạn tôi, lại bắt nạt bạn tôi rồi. Cặp mình là tắt điện rồi. Rồi lên bảng để số. Thật sự thì sắp full đồ rồi. Mình đang định lên cái áo choàng thần gia cuối game thì không biết có ổn không. Có vẻ hơi bị ngược đời. Hầu như là các món đồ tráng miệng của anh em thì đó là áo choàng thần gia là đầu tiên. Nhưng mà mình cũng đang định lên đấy. Team họ bắt đầu là mất đoàn kết rồi, chửi nhau rồi. Kiểu đánh game mà hơi chửi nhau, hơi tí là chửi nhau ấy, hơi mắng nhau một chút đấy. Thì thực sự thì trận đấu đấy có khả năng là thua. Cái phần trăm là thua là sẽ là nhiều hơn là phần trăm thắng. Ông cứ nhởn vậy thôi. Quá chiều sao mà Murad ăn mạng nhanh thế nhở. Ok, áo choàng thần gia khá là cực đời khi mà cuối game lên cái món đồ này. Nhưng mà mình thích lên món đồ đấy vì nó có khả năng là gây sát thương khi mà đối phương đứng cạnh mình. Là nó gây sát thương rồi. Kèm theo là được cái kiếm dài nữa. Khá là ổn, một chút giáp này. Đấy. Chứ còn bây giờ là lên theo kiểu nhanh phanit cũng khá là ổn. Từ từ nha, bây giờ đi chung đánh nhau nào. Có ăn kinh công ăn nào. Kinh công đi. Kinh công nào bà con ơi. Đậu xanh vẫn còn đánh nhau được. Đúng là thanh niên TheRam và cũng như là Nakroth chán tật có kinh công, đợi kinh công một tí thôi. Kinh công rồi nha. Sát thương chủ yếu của cái món đồ mình lên thì anh em nhìn này, hầu như là từ áo choàng băng giá gây ra hiệu ứng khá là khó chịu, làm chậm và có một chút sát thương nha. Đấy, áo choàng băng giá này hoặc là thương xuyên phá gì đấy. Một món đồ đi rừng là tăng tốc độ di chuyển, tăng độ đánh. Rồi hay lắm. Batman này. Lạc trôi. Thanh niên lạc trôi rồi, ok. Thế là cũng liếm được một mạng hỗ trợ. Đối phương vẫn chưa thấy đầu hàng gì cả. Phút thứ 14 thôi mà. Rồi. Kéo chơi luôn, mình có chiêu cuối rồi. Từ từ, khi mà cái chiêu cuối này sử dụng anh em lưu ý nhá. Ấy, một mạng, ok, lên bàn để số. Rồi, cái chiêu cuối này lưu ý là khi mà anh em sử dụng càng trúng nhiều mục tiêu đối phương thì nó sẽ búp giáp càng to. Đấy là một cái lợi cho vị tướng Airi này, MVP 12.7. Khá là cao. Rồi, mình đã nói là mình đánh nick này thì mới là danh bạch kim thôi. Nên là đánh cũng khá là dễ. Không có khó khăn như kim cương cao thủ hay thích đấu gì hết. Rồi, trong trận đấu này team ăn 32 mạng, chết 11, trong đó mình ăn 11, chết 0, hỗ trợ 14, vẫn còn zin. Kiếm nhiều vàng nhất, có ăn nhiều mạng nhất, hỗ trợ nhiều nhất, lên huyền thoại và có sát thương cao nhất 12.7 MVP. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình, hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.